Cái bữa đầu mà ông phát tới là mấy cái mụn ở dưới quai hàm nhiều lắm đúng không? Ít hả? Không nhớ. Nhớ phát đi lúc nào, mụn nào luôn. Chụp hình à? Không, không lấy đâu chụp. Xong quá. Bạn bị mụn ẩn, li ti ẩn dưới da nha các bạn. Mụn nhiều lắm, nhìn thấy vậy thôi chứ dưới da nhiều mụn ẩn. Nhỏ 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 li ti. Bạn nào mà gặp tình trạng mụn như này mọi người cứ mạnh dạn lên bóp cái Hana nha. Mọi người đừng có sợ lấy mụn về bị sẹo hoặc là bị viêm lên. Kỹ thuật của Hana không có làm cho mọi người sưng viêm lên đâu nha. Hồi nãy nhìn mặt láng mà ta bạn khác rồi em ơi. Bạn khác rồi nha Hùng. Bạn nam áo đen mà chị nói là bạn khác rồi nha. Mày quay xa mà. Hello, chú Cà Mau. Phải có mụn phát nó mới chịu. Chứ mà là la chị An làm phát nó không có thèm coi. Thôi em mặc chị quá, em chị cũng mặc em đi. Phát ứ gì mặc cũng phát giống gì nè, để nó nặng cho nó đã. Chị nó không đã gì hết đâu. Có mụn đâu đã. Qua Facebook cái lượt like tăng hẳn luôn. Được view. Sao im lặng vậy Phát? Toàn người nước ngoài xem xong mấy bạn thấy không? Em rất thích điều này. Chị biết em thích mà. Ừ, bữa nay mình sẽ tập trung coi mụn nha mấy bạn. Mình bớt nhau lại nha.
Hello chị. Hello em Giang. Bữa nay không có nhạc nha Giang. Để chị bình tĩnh sống bữa với em. Hường ơi, Hương hay Hường gì đó, chị tính nhắn tin cho em nè. Dạ em nay sao rồi? Da xài cái đó ổn hơn không Hường? Hường hay Hương ta? Hường với Hường quá. Bạn nhiễm cọt á. Hường. Hường ơi, nghe chị nói không Hường? Gán nặng đi chị ơi, Tết em thưởng cho mấy dĩa ốc ăn lấy sức. Ăn lấy sức là em phải... Tính ra từ cái lúc mà mình bỏ con ốc kia là không được đi ăn ốc luôn á. Ừ. Mà tự nhiên nó không thèm nữa không luôn nha. Không thèm nữa luôn. Hello chị, hello Hải. Yeah. Hồi hôm qua chị ngồi chị coi lại cái da của em á Hải, thấy nó đẹp ghê luôn á. Mà Hải thấy da có gì đâu, có thâm à. Ừ. Mà thâm nó cũng đỡ nhiều. Thấy da sáng hẳn luôn. Riêng chị An cho can năm, cho can rượu 5 lít uống qua mùng luôn. Thôi nha, bớt nha. Chôn chị luôn á. Tết về nhà chị An chơi đi chị, em đem mồi qua. Tết tự nhiên cái chi rẻ hết trơn nha. Tính ra có mình em ở chỗ khác thôi chứ. Mọi người miền Tây hết mà. Có ai miền Tây đâu. À, nhà mình á. Nhà mình mỗi đứa ở nơi luôn á. Như em với Hạnh ở gần nhau với chứ không gặp nhau đâu. Chắc gặp nhau được mùng 1. Xong mùng 2, mùng 2, mùng 2, mùng 3 là hai đứa không thấy mặt nhau luôn á. Mọi người nhìn thấy những cái nhân mụn nó rất là chân sâu nha mọi người. Nó nhỏ siêu, nhỏ vậy thôi mà nó chân nó cũng hơi bị sâu. Như với cái mụn này mọi người không tự lấy ở nhà được lắm nha. Lấy ở nhà kiểu gì nó cũng bị sưng lên à. Phát nay thấy chị hiền không Phát? Thấy chị live stream thấy hiền không em? Bị không nhoi không chịu được rồi đấy. Mấy bạn qua Hana sớm là mặt đẹp ăn tết đã không? Đúng rồi. Có mấy bạn nhắn tin. Hay kìa. Tết này em gì em phá cho nó lên mụn qua tết lên nặng.
tính ra thì phát là cứ phá thì có mụn mà nó không có luôn. Còn người ta thì dữ muốn chết luôn. Không phải là một thiệt thòi á, đúng rồi, không phải là một thiệt thòi nha mấy bạn ơi. Money money. Nặng mụn kiểu gì mà từ 200 một tuần sau quay lại nặng tiếp thành 99 vậy chị? Ủa là sao Lê Tuấn Anh? Không hiểu. Nữa có gì em đưa bà con em lên chị. Ok nha Hải. Chứ nghiệp chị nặng lắm rồi đó, bớt tạo nghiệp để ăn Tết đi chị. Chị vô mặt em giờ nha bác. Em mới là tạo nghiệp đó nha. Hello Nhã. Nặng gì mà từ 200 xuống còn 99 hả? Là em đi chị lâu lắm rồi không Tuấn Anh hả? Từ sinh năm 2K một tuần sau trẻ đẹp thành 99. Chị tính toán chị nhảy số nó hơi nhầm chút thôi Tuấn Anh ơi. Từ đây hôm qua bên spa chị Hoài là dễ nhất. Hôm qua khen trẻ hơn chị An. Đúng là phát nịnh. Một tuần mà già mất một tuổi ai dám đi nặng mụn nữa trời. Để nói chị tính nhầm mà em. Cái đầu nó chưa nhảy số ấy. Đầu ăn, đầu gian mấy số. Chị tại tay ga nha. Không có số nào hết á. Hello Hoàng Châu công chúa. Hello, em yêu, hello.
Tuần này có qua chị không? Hết mụn là tuần nào? Hên quá, chị vẫn nhớ em, trời ơi. Tên đặc biệt quá mà. Phải chủ nào cũng có tâm như chị An thì hơi bị ngon chứ gì nữa. Trời ơi, có tâm dễ sợ luôn. Trên TikTok chị đang bị chửi lộn nó chả nữa kìa. Tụi nó đang chửi chị chả nữa kìa Phát ơi. Chắc tuần sau á chị, ok. Em vừa đăng gì nó chửi chị nè. Bắt từ mai xong. Cái gì đó đúng không? Cũng là chụp gì đó đúng không? Trả lời comment hả? Không, chị đăng clip luôn, chị nói cái bình luận nó hỏi là clip trả lời lại đúng không? Đúng rồi. Chị đâu có trả lời lại gì đâu, chị đâu có nói doctor mai không, doctor mai gì. Chị chỉ hỏi khách là đang xài cái gì, cái khách nói đang xài doctor skincare. Cái tụi nó vô tụi nói ủa doctor skincare mà vậy đâu phải doctor mai đâu. Xong thì chị ghi cái gì caption gì mà doctor mai vô xem gì gì đó đúng không? Là chị sai chứ bộ. Chị ghi cho sành gì luôn nè. Chị đã kích cái dục mà chị ghi sai thôi đúng không? Kể nó. Chị cố thịnh mà. Cho cái tội nu hoàng mà. Em là chủ, em đuổi bà Tâm 30 cộng rồi. Chứ cái tội nuôi rồi, đúng rồi, ăn uống ghê.